Sinh ngày 25 tháng 1 năm 1925 tại thôn An Vân Thượng, xã Hương An, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Từ năm 1925 đến năm 1945, mồ côi cha khi lên 2 tuổi, thầy ở gia đình đi làm thuê phụ giúp mẹ. Từ năm 1945 đến năm 1947, sống tại Đại chủ viện Kim Long, Huế, giúp việc cha quản lý tại Đại chủ viện. Ngày 21 tháng 11 năm 1948, thầy gia nhập dòng Chúa Cứu Thế theo đuổi ơn gọi trợ sĩ. Sau đó phục vụ tại tu viện Huế tới năm 1950. Ngày 1 tháng 2 năm 1950, thầy nhập tập viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, và ngày 26 tháng 12 năm 1950, thầy cùng với các tập sinh di cư vào Đà Lạt. Ngày 2 tháng 2 năm 1951, thầy khấn lần đầu tại tu viện Đà Lạt. Từ năm 1951 đến năm 1957, thầy phục vụ tại tu viện Đà Lạt, phụ trách nhà máy chăm sóc y tế cho anh em. Ngày 2 tháng 2 năm 1957, thầy khấn trọn đời trong dòng Chúa Cứu Thế. Từ năm 1957 tới năm 1959, thầy tiếp tục phục vụ tại tu viện Đà Lạt. Từ năm 1959 đến năm 1960, phục vụ tại đồn điền Phi An, Lâm Hà, Lâm Đồng. Từ năm 1960 đến năm 1961, phụ trách nhà khách tu viện Bì Đồng, Sài Gòn. Từ năm 1961 đến năm 1963, phục vụ và giúp các em đệ tử tại đệ tử viện Vũng Tàu. Từ năm 1963 tới năm 1964, thầy tham gia sứ vụ truyền giáo tại Châu Ổ, Quảng Ngãi. Từ năm 1964 tới năm 1975, thầy phục vụ tại các đệ tử viện Vũng Tàu từ năm 1964 đến năm 1965, đệ tử viện Thủ Đức từ năm 1965 đến năm 1968, đệ tử viện Huế từ năm 1968 tới năm 1972, và đệ tử viện Thủ Đức từ năm 1972 tới năm 1975. Ngày 25 tháng 1 năm 1978, thầy bị bắt cùng với quý cha quý thầy nhà Thủ Đức và bị chính quyền giam lỏng tại tu viện suốt 3 tháng. Từ năm 1978 đến năm 1982, do hoàn cảnh lịch sử, vì bị chính quyền ngăn cản không được về bất cứ tu viện nào của nhà dòng, thầy cùng hai thầy khác lưu lạc và hiện về Hiền Hòa, Long An, mượn đất của người dân trong vùng canh tác kiếm sống qua ngày. Từ năm 1982 đến năm 1994, phục vụ và làm ruộng tại khu viện Mai Thôn, Bình Thạnh, Sài Gòn. Từ năm 1994 đến nay, thầy phục vụ tại khu viện Thái Hà, Hà Nội. Vào lúc 23:30 ngày 24 tháng 4 năm 2016, thầy Giuse Võ Văn Tuệ đã được Chúa gọi về sau 91 năm làm con Chúa trên dương thế, 65 năm khấn dòng. Trong tư cách là tu sĩ cửa sai dòng Chúa Cứu Thế, suốt những năm tháng hiến thân phục vụ nhà dòng và giáo hội trong tư thế của một tu sĩ không chức linh mục, thầy luôn tỏ ra là một tu sĩ thánh thiện, gương mẫu, dám đương đầu với mọi tình cảnh, luôn sẵn sàng vâng phục bề trên khi được bề trên sai đi bất cứ nơi đâu. Thầy đã nhiều lần chia sẻ, trong đời thánh hiền phải luôn biết hy sinh,
và phải luôn kiên tâm thần chịu đựng mọi gian nan thử thách trong mọi nghịch cảnh vì lợi ích các linh hồn, đồng thời phải biết tin yêu phó thác cuộc đời cho Chúa và phải luôn sẵn sàng bước theo Chúa trên con đường thập giá. Thầy đã viết trong tập hồi ký của mình: nhìn lại chặng đường đã qua, con xin cảm tạ Chúa đã ban cho con biết bao ân huệ và con phải luôn cất lên lời ngợi ca. Lạy Chúa, đời đời con ca tụng thánh danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh vì tình Chúa thương con như trời như biển. Con cũng cảm tạ mẹ Maria, thánh bổn mạng và các thánh trong dòng đã đồng hành và dẫn dắt con trong suốt quãng đường dài đã qua, lúc vui cũng như khi buồn. Mặc dù có biết bao sóng gió trong cuộc đời, nhưng con vẫn cảm thấy hạnh phúc vì luôn có Chúa ở cùng. Giờ đây, con tin hát và có dâng cuộc đời còn lại của con cho Chúa với một tâm niệm. Con chỉ ước mong một điều, đến ngày con khấn xin là con được vui sống trong nhà Chúa trọn đời. Hôm nay, Thầy đã hoàn tất tốt đẹp cuộc hành trình trần thế trong niềm tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giêsu cứu thế. Chúng ta niềm lòng tạ ơn với Thầy và cầu nguyện cho Thầy. Xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hằng cứu giúp các thánh trong dòng cũng như thánh Cesareo.